Motorcycle TV xin kính chào các bạn. Video clip ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với các chuỗi video nâng cấp hệ thống phun xăng điện tử cho những cái xe xăng cơ. Thì trước mắt các bạn là đây là một cái xe Airblade bình xăng con và được mình nâng cấp lên hệ thống phun xăng điện tử của chiếc Airblade 2011. Thì mình quay gian dở ở giữa quá trình là vì lý do trước đây là mình đã có hướng dẫn một cái video về cái xe Airblade xăng cơ lên FI, nhưng mà lúc đó là cái xe đó không dọn mới. Còn cái xe này khác biệt là xe này được làm mới hoàn toàn, nâng cấp FI xong được làm mới hoàn toàn. Thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cái vấn đề về hệ thống dây điện của xe này. Sao không thấy mặt vậy? Quay lại nè, thấy không? Sơ đồ lắp ráp 2011. Sơ đồ lắp ráp luôn. Nè. Rồi trong trường hợp á, sẵn trong cái video clip này chia sẻ luôn. Trong trường hợp chúng ta muốn lên FI một cái xe nhưng mà chúng ta không có biết chuyển dây, đặc biệt là cái dây của cái cụm đồng hồ ha. Ví dụ như này chiếc Airblade 2010 mà nó lên cái bó dây này là của chiếc Airblade 2011, có nghĩa là không phải là Airblade chiếc Airblade này là 2006, nó lên của 2011 chứ không phải nó lên của xe 2008, 2009, 2010, có nghĩa là nó lên cùng cái đời cái form giống nó. Mà nó lên cái đời của cái xe gọi là xe đời lớn hơn, xe đời mà dàn nhựa bự á, dạng mà chuẩn bị chuyển qua cái động cơ 125 đời từ á. Thì bộ dây điện này là của chiếc xe 2011 nè, mâm điện 3 pha, sạc 3 pha đây, nhìn đây. Đây, sạc 3 pha. Mâm điện trong này là mâm 3 pha. Có cái remote tìm xe nè, có cục tìm xe nè, đó là cái bộ này. Thì cái đời này nhận biết nó vẫn là 110 đề phóng, nhưng mà trên cái chìa khóa nó có cái mod á, cái nút bấm. Thì bây giờ á, cái bó dây này là bó dây sườn, nó sử dụng là các giác này. Đây là cái phần đồng hồ, thì mình sử dụng lại cái phần đồng hồ zin của chiếc xe xăng cơ cũng được, hoặc mình mua cái đồng hồ FI nhưng mà phải của cái đời 2007, 2008, 2009, 2010, chứ mình mua 2011 là mình không gắn lên dàn nhựa này được ha. Thì bây giờ mình đang sử dụng cái đồng hồ xăng cơ, mình sẽ làm cái chuyển đổi. Thì trước tiên á, bạn muốn làm điều đó các bạn phải rửa sạch cái này hết. Rửa sạch là để mục đích là mình nhìn ra được màu dây đây nè, nhìn từng vị trí màu dây này nó so với lại màu dây ở dưới giác này, đó là cơ bản đầu tiên phải làm. Sau đó là mình xác định theo sơ đồ, mình xác định chân. Cái này mình không có can thiệp vô, mình chỉ xác định chân thôi. Giờ mình nhìn nè, cái đây là sơ đồ lắp ráp của nó. Thì chúng ta sẽ tìm ngay cái chỗ đồng hồ, tìm cho anh ngay cái đồng hồ này, OCM. Đây, đây là cái cụm đồng hồ tốc độ nè, đúng không? Đồng hồ tốc độ. Thì cái đồng hồ tốc độ nó sẽ có những dây nè. Đây, nó có dây BUW, có nghĩa là xanh sọc trắng nè. Mình nhìn đây nè, xanh sọc trắng nè, báo xăng nè, thấy không? Xanh sọc trắng nè, đúng không? Báo xăng, xanh sọc trắng nè. BL là dương 12, BL là dương 12. Đây, dương 12 có nè. Cái này là hai cái dây này là của cụm ổ khóa, còn BL bên này là dương 12 nè, thấy không? Dương 12 có. Rồi, vàng sọc trắng có nè, thấy không? Vàng sọc trắng. Rồi, bây giờ cái dây mà xanh sọc trắng với vàng sọc trắng này mình muốn thử có báo xăng không, thì mình đi xuống ngay cái bơm xăng á, đây nè, cái bơm xăng này nè. Lấy đồng hồ VOM ra, mấy đứa rửa, mấy đứa mở ra, mấy đứa phải xịt liền nha. Cái kiểu này là chết cái giắc cái nha, nha. Chủ quan cái này mốt nó dợt chết luôn á, nó nhiễu điện á. Nó nhiễu, nó không có chạm chập gì đâu về tín hiệu mà nó chết, khả năng nó chết IC. Rồi xong rồi, hoặc là nó nhiễu vậy thì nó sẽ bị oxy quá mấy cái giắc trong này nè, hiểu không? Nó lâu ngày nó ten, nó tiếp xúc không tốt, rồi đi dàn điện chập chờn, tội nghiệp người ta. Đó, mình làm cái đấy mấy cái nhỏ nhỏ đó. Rồi, bây giờ muốn xác định hay đó đúng không? Một phương pháp đo thôi, đo xong rồi. Thử đồng hồ nè. Đó, nghe tiếp nè. Mình lấy nè, ở đây là dây màu vàng sọc trắng, đúng không? Với lại một cái dây là màu, ủa em đang có sơ đồ xe gì mà có màu xanh? Sơ đồ xe FI 2810 là đời cũ, không đúng. Đời mới đó, dây điện nó không có. Rồi, nè, ở đây là mình thấy nè, lượng thấy nè, ở đây là dây màu xanh lá cây, là mát. Ở đây là vàng sọc trắng đúng không? Bây giờ xác định màu vàng sọc trắng này có đúng màu vàng sọc trắng này không? Đúng không? Thì mình sẽ đo thông mạch từ đây lên đây. Ok chưa? Rồi. Giờ cái kia BUI là dây báo xăng 3 dây. Bây giờ mình chuyển qua báo xăng 2 dây mình làm được luôn. Cho anh mượn một cái cây nhọn, anh kiểm vô đây anh đo thông mạch. Nhé, có cây nhọn không? Có lần cái điện cũng được nữa. Đó. Cái đèn này. Cái đầu dây điện cũng được. Mình chuyển báo xăng luôn. Rồi, cắt bớt cái tao đồng này đi, cắt cho nó còn một hai giây thôi.
nhỏ nhỏ ha. Sao em khỏi coi luôn, giờ sơ đồ nó không có, khỏi coi, làm thủ công luôn. Chứ giờ mình lý thuyết hoài rồi, lỡ gặp cái xe trong hệ thống nó tài liệu nó không có thì sao, đúng không? Rồi đó mình làm sao, mình lệ thuộc tài liệu hoài đâu được, đâu tốt. Rồi thử thông mạch nè, à, thông đo từ đây lên vàng sọc trắng nè, thông nè, thấy không? Vậy là chính tỏ vậy là dây đó dây báo xăng. Vậy thì trên cụm đồng hồ này mình bắt đầu mình xác định nè. À, cứ lần lượt mất thời gian xíu mình học, thấy không? Mình thấy nè, ở đây nè, vàng sọc trắng nè, sau đồng hồ nó có chữ luôn nè, y sọc vây kép nè, mình thấy rõ không? Zoom gần lại, thấy không? Vàng sọc trắng nè, dây này dây vàng sọc trắng nè. Nếu mà bây giờ mình không lao nè, em nhìn rõ đi, em đâu có thấy sọc trắng đâu, em quay kỹ coi, cái dây này không có thấy cái sọc trắng luôn, đúng không? Ở đầu này không thấy sọc trắng luôn, nhưng mà xuống xuống đây thì có nè, nè xuống đây nếu mình nhìn kỹ nè, nè ở đây nó có nè nha, nhìn nè, đây là vàng sọc xanh, cái vàng này nó có cái sọc trắng mờ mờ nè, thấy không? Dạ, nè, rồi. Thấy không? Rồi. Đó, còn cái thằng này là cái thằng này là thùng vàng nè, thằng này không sọc nè. Thấy chưa? Dễ lẫn lộn không? Đó. Bây giờ mình xác định vàng sọc trắng đúng vậy đó là cái gì? Sổ ra hết đi, sổ ra hết cái giắc này đi. Đừng quan trọng giắc nào, cái giắc này mình lấy ra hết đi. Rồi. Bây giờ mình so vô, bắt đầu mình so cái vấu ngàm gà. Nè, thấy là nó hai đời cũng đúng nè. Nếu hai đời nó đúng là giắc này màu trắng, giắc này màu trắng. Dạ, giắc này màu nâu, giắc này màu nâu. Giờ nó không đúng đời nè. Mình thấy nè, vàng sọc trắng. Mình nhìn trên bó dây này. Cái góc này nè, góc này xuống đây vàng sọc trắng, lại góc này vàng sọc trắng nè, đúng không? Yeah. Mình tìm cái gì đúng về vàng sọc trắng mình sở vô. Đây vàng sọc trắng đây. Còn nếu giờ mình nhìn cái màu mình thấy không rõ nữa thì cũng đồng hồ tiếp, đồng hồ. Mình lại đo thông mạch, đo tử dây này, đo xuống chân vàng sọc trắng. Đó, không, đúng dây, lụm kèo. Thấy không? Đúng là mình lụm kèo, làm vậy đó, mình cứ kiên nhẫn từ từ. Làm chừng 1-2 bộ dây điện là mình sẽ lên tay nghề liền. Đâu khó đâu, làm riết quen làm lẹ. Đó, xong nè, vàng sọc trắng ổn định vô nè. Dây kế bên mình nhìn nè, xanh lá sọc vàng thì làm xét FI nhiều anh biết rồi, xanh lá sọc vàng này là dây cấp tín hiệu đề nè, nhìn nè, trên S-top nè, liên quan tới hệ thống S-top tín hiệu đề rồi nè, S-top nè, không? Rồi, xanh lá sọc vàng là dây S-top đèn sau đó, S-top đèn sau cấp tín hiệu cho nút công tắc đề. Thì mình nhìn trên đồng hồ này coi, trên bó dây đồng hồ này có cái xanh lá sọc vàng không? Rõ ràng trên này không có, trên này không có, nhưng mà cái cụm đồng hồ nó phải cần dây đó để lên nút đề. Đây mình phải tìm cho ra. Cái bó này là không có, mình tìm bên này coi có không. Tìm bó thứ hai coi có không. Cấp nút đề. Nhìn trên này coi. Trên này nó là xanh lá sọc vàng luôn. À, vậy là xanh lá sọc vàng nó nằm đâu, kiếm kỳ kỹ. Đây, xanh lá sọc vàng đây, cái màu nó hơi tái một xíu, à, dây điện lâu năm rồi. Rồi, giờ mình chích vô đây. À, rồi mình chích vô đây xanh lá sọc vàng, mình xác định đúng lại nó luôn. Đó, đúng nè, thấy không? Vậy là chân này là xanh lá sọc vàng. Ha, xanh lá sọc vàng thì mình nhìn nè, cái giắc nãy đây xanh lá sọc vàng nó nằm ở giữa đúng không, cái đâu phải nằm bên này, chích nó ra đưa nó qua giữa đó, lần lượt vậy thôi, nhanh gọn lẹ. Mình chích đúng dây xong mình gắn là mình xài cái đồng hồ này luôn. Rõ đâu thiếu cái đèn báo lỗi lát nữa mình làm. Làm là phải kiên nhẫn, cứ bình tĩnh làm thôi. Mình làm cái này xong mai mốt xe vợt mình đo đạt rồi dễ lắm. Nè xong rồi nè, cái này là hai dây, thấy không? Anh có được hai dây rồi. Dây thứ ba là dây vàng sọc xanh lá. À, bắt đầu nhìn bên này có vàng, à, đây vàng sọc xanh lá, đây vàng sọc xanh lá đây. Vàng sọc xanh lá này nó cấp cái gì, bắt đầu mình nhìn nè. Mình nhìn mấy cái ký hiệu trên đồng hồ này. Vàng sọc xanh lá. Vàng sọc xanh lá. Còn nhiều anh em đó tại sao tôi viết cuốn sách tôi không nhớ. Đầu của mình nó không có rảnh để mà nhớ mấy cái đó. Mấy cái đó là cơ bản và ứng dụng nó có, tài liệu nó có thì tội sao phải nhét vô nó vô đầu làm gì? Đúng không? Mình nhét nó vô đầu chả khác nào là mình làm mọi cho nó đó. Cho nên là mình xả đầu ra để mình nhớ mấy cái khác quan trọng hơn. Đây, vàng sọc xanh lá qua đây. Có nhiều anh em nói ở sao không nhớ, rồi viết sách mà không nhớ, comment trên kênh YouTube của mình á, mình nói thiệt ra mình không rảnh để nhớ đâu. Viết ra thì lúc mình viết mình cũng đọc tài liệu, mình nhìn tài liệu rồi mình viết. Đó, rồi còn đầu mà nhớ đó là sao, nhớ những chuyện khác quan trọng hơn. Mấy cái chuyện là chuyện cơ bản mà, sách vở có, tài liệu có, tội gì phải nhớ chi cho nó cực. Rồi, đây. Xanh lá sọc vàng. Dây hồi nãy cấp tín hiệu qua vàng sọc xanh lá. Rồi bắt đầu mình đo nè. Đo phải gần phải xanh lá sọc vàng không. Trời ơi, rảnh đâu mà nhớ mấy cái đồ quỷ này, nhớ cho mệt. Cảm niệm anh. Tiếp vô chân. Xanh lá sọc vàng. Đó, thông nè. Rồi, cấp tín hiệu qua dây vàng sọc xanh lá nè. Tiếp đây. Vàng sọc xanh lá. À, vàng sọc xanh lá. Đó, thông nè, đúng không? Rồi chuyển vàng sọc xanh lá này tới đó. Ok chưa? Thì mình kiểm coi, bây giờ
vàng sọc xanh lá này là cấp tới hệ thống đề. Vậy thì mình coi thứ coi là tại cái relay đề, em đi tìm cái relay đề giùm anh nó nằm đâu. Em tìm coi cái relay nằm đâu. Có dây vàng sọc xanh lá không? Lượn qua nó quay coi phải có dây vàng sọc xanh lá không? Vàng sọc xanh lá. Có nhiều thứ trên đời cần phải nhớ nhiều hơn nó. Tài liệu sách vở nó có hết rồi anh em. Chứ mình đâu có phải học lý thuyết cọc vẹt đâu mà. Anh em nghĩ đi, một cái sơ đồ chân IC nó có 33 pin, có nghĩa là 33 lỗ. Trong đó nó bỏ trống khoảng chừng 2-3 lỗ, cho là cao tay nó 5 lỗ là 28 lỗ. Một xe có 28 vị trí chân, mà cả trăm loại xe thì mấy anh em nhớ cái đầu nào mà nhớ cho nổi. Mà kêu mà không coi tài liệu, đâu phải thánh đâu. Không, đâu phải thánh đâu. Mà đâu phải là ngoài cái điện xe đâu, nó còn động cơ rồi, nó còn dàn khung rồi, nó còn nhiều vấn đề cho một cái xe lắm. Học thì cũng lý thuyết vừa vừa thôi, chứ đừng có lý thuyết quá, đừng có học vẹt quá, mệt lắm. Nắm nguyên lý cơ bản mà mình làm thôi. Rồi anh có 3 giây, ha, 3 giây đúng rồi nè, hàng đầu anh làm đúng rồi. Bắt đầu anh nhìn hàng dưới nè, là xanh dương lợp sọc đỏ, à, xanh dương lợp sọc đỏ, xanh dương sọc trắng. Mình nhìn hàng dưới coi, hàng dưới cái lỗ bìa nè, lượn quay nè, lỗ này bỏ trống nè, thấy không? Nè, lỗ này đang bỏ trống nè, đúng không? Rồi, thì giờ mình muốn làm dễ mình xả ra hết đi, ở trong này còn có 4 giây mình xả ra ngoài rồi mình đảo. Đó, mình cứ lấy ra ngoài hết đi. Đó, cứ lấy ra mài, lấy cái lò xo á, cái lò xo này nó bằng thép, nó cứng lắm, đừng có lấy cây căm. Cái này bằng thép mài nạy nó không có cong, còn cây căm để vô nạy cái nó cong liền. Muốn nó bền nữa, chui cho nó cứng cứng xíu nữa, mài xong chui nó. Cái căm nãy giờ chọt chọt chỗ này mà cây căm là cong queo rồi. Nó mấy dắt này lâu năm là khó chọt lắm, chọt mà đồ chọt không ngon là nó hư hết mấy cái lỗ này luôn á. Làm thì nó còn phải yếu tố thẩm mỹ nữa, làm phải đẹp, chứ còn làm mà làm bầy hầy cũng mệt. Đó, rồi, ok, mình có 4 giây. Còn lại mấy giây này mình chưa biết, mình để qua bên. Rồi bắt đầu mình so vô tiếp nè. Lỗ ở dưới bỏ trống, đó, lần lượt vậy mình làm, phải không? Rồi tới cái dây kế bên là cái dây màu xanh lợt, sọc tím tím đỏ đỏ nè. Thì bây giờ mình sẽ kiểm tra coi xanh lợt, sọc tím tím đỏ đỏ này, đúng không? Mình nhìn trên cái đồng hồ của nó đi tới đâu. Mình nhìn cái dây xanh lợt sọc tím tím đỏ đỏ. Xanh lợt sọc tím tím đỏ đỏ. Sao tôi không thấy đi đâu vậy trời? Xanh lợt. Xanh lợt sọc. Cái này nó hai dắt. Cái này hai dắt. Không có, bây giờ phải đo thông mạch. Dĩnh đi, ở đây bao nhiêu dây xanh lợt mà mình nghi vấn mình đo hết. Xanh lợt sọc tím tím nữa. Đây, lấy này ra, thấy không? Sau đó mình rà, lấy đồng hồ mình rà. Thằng nào xanh lợt rà hết. Thằng này có nè, rút này ra. Rút này ra, lấy bóng đèn ra. Có thể, à đây rồi, đây thấy rồi. Báo nhiệt, đèn báo nhiệt, thấy không? Nè, xanh lợt sọc đỏ nè, LG sọc R nè, ha. Xanh lợt nè, sọc red nè, sọc đỏ nè, nó đây. Đó, rồi, đèn báo nhiệt, thấy không? Thì mình coi thử coi cái này có phải là chân cấp tín hiệu báo nhiệt không. Thì đối với cái loại này á, muốn báo nhiệt hay không báo nhiệt là từ IC. Thì bây giờ mình sẽ xác định chân IC. Sơ đồ lắp ráp không có thì sơ đồ chân IC sẽ có, đúng không? Mình nhìn nè, giờ nghĩa tra giúp anh cái dây mà xanh lợt sọc đỏ đỏ này nè. Coi thử coi cái chân IC nó có màu đỏ không? LG sọc R không? Vậy chân số mấy bắt đầu mình đo thông mạch từ đây xuống đó là xong. Là mình kiểm xong cái chân đó luôn, hiểu không? Là đèn báo nhiệt lên đồng hồ, IC báo nhiệt cái đồng hồ. Đó, cái này muốn ăn chọt ra rồi là phải nảy cái này lên nè. Rồi thả vô lại nó mới ăn cái vấu ngàm gài này vô nè. Đó, đó, cái rồi kéo ra là không được rồi, được rồi, xanh lợt sọc đỏ là vô đây. Thì giờ em kiểm tra chân IC đi, em qua em coi chân IC xanh lợt về đây em đo thông mạch nữa là xong. Đó, thì tương tự vậy. Thì chúng ta sẽ làm, nếu mà quay hết làm dắt này phải mất khoảng 20 phút 30 phút. Nó mất thời gian cho nên mình sẽ làm xong rồi mình cho anh em coi cái thành quả. Rồi ha. Sau khi đã chuyển dắt xong, tất cả dắt chuyển xong bên này, cái dắt này, dắt chính này. Rồi thì bây giờ còn lại hai cái dây, hai cái chân này nó đang bị trống. Cũ do cái đồng hồ cũ này người ta cắt cái dây này. Thì mình cũng nói vô cái chân màu cam với màu xanh này ha. Nói tạm thôi, lát nữa mình chấm cái hàng chị đây lại.
ha. Giờ là mình nói tạm cái này cho nó cứng thôi, lát chấm cho nó miếng hành chì. Rồi đây là chương màu, màu cam là xi nhan trái, trái cam phải xanh ha, trái cam là phải màu xanh rồi đó, thật câu thần chú của mình đó. Trái cam phải màu xanh, trái quýt là nó màu vàng, trái cam là nó màu xanh, thì giờ mình cứ đọc vậy đó, trái cam phải xanh thì mình cứ biết xi nhan trái cam, xi nhan phải xanh, bỏ này vô rồi xong, coi như là cái phần dắt thứ nhất mình xong. Thì giờ mình sẽ giải thích cái sự khác biệt của hai cái đồng hồ, đó là cái dắt đèn, liên quan tới cái dắt hệ thống đèn. Thì cái đồng hồ này nè, nó đưa ra cái dắt này là cắm cho hệ thống đèn trước. Thì trong đó có nè, dây trắng nè, cót nè, dây xanh là pha nè, dây xanh lá là mát nè, dây xanh dương là xi nhan phải, xi nhan cam là xi nhan trái, và nâu là đèn đờ mi. Đó là dắt của cụm đèn trước. Thì ở đây mình dư ra một bó, dây này đâu dư ra. Cái dây này là từ trong cái dắt này nè, từ trong cái dắt này nè, mình lấy nó dư ra ngoài, dư ra ngoài. Thì ở đây có một cái dây là xanh sọc trắng là liên quan tới báo xăng. Thì bây giờ từ báo xăng 2 dây, từ báo xăng 3 dây chuyển sang 2 dây, thì mình sẽ lấy cái dây này mình câu vô mát. Thì cái mát sườn nó sẽ có nhiễu loạn điện, cho nên là mình sẽ lấy cái mát là cái mát IC cấp cho cảm biến. Thì trên cái dắt này, ở trên này mình thấy nè, có một cái dây xanh sọc đen và một dây xanh lá. Hai dây này các bạn sẽ lấy dây xanh sọc đen nằm đây. Giờ mình sẽ đo cho anh em coi nè. Xanh sọc đen ha. Rồi nghe tiếng ta, không có tay cầm đồng hồ. Đây. Dây xanh sọc đen, xanh sọc đen, xanh lá sọc đen, đo đây. Thông ra đây. Đó, thấy không? Nhưng mà mình chuyển qua dây mát này nó vẫn là có thông nha. Có nghĩa là mát nó vẫn bắt, mặc dù là mát IC cấp cho cảm biến. Đây. Vẫn thông mát nè, là dây xanh và dây xanh lá và dây xanh này đều là mát hết. Mà giờ do báo xăng này để an toàn thì mình sẽ chọn cái báo xăng. Mình kiếm một cái dắt, ở đây được một cái dắt nè, báo dây điện dư. Thì trên này nó có nè, dây vàng là dây điện mâm điện đưa lên ha, dây điện đèn từ rơ le đưa lên để cấp điện cho hệ thống đèn. Dây này là dương sao khóa, dây này là đèn sương mù, xanh lá là mát. Đó, thì ở đây mình cũng có nè. Dây này là dây đèn nè, dây này là điện sao khóa nè, dây này là dây đèn sương mù nè, dây này là dây mát nè ha. Còn dư ra chân số 5, thì chân số 5 này là chân của cái báo xăng đó các bạn. Báo xăng đây, mình lấy chân này của báo xăng mình cho vô mát là xong, coi như là mình hoàn thành công đoạn. Giờ mình chích dắt cái cắm này vô. Ở đây sẽ còn lại là cái dắt ổ khóa, còn bên này sẽ còn lại dắt báo đèn. Là cái xe này xài lại báo đèn như cũ, xài hệ thống đèn như cũ nè, hệ thống cấp đèn cho pha đèn trước, phải không? Đâu có gì khác biệt nữa đâu. Rồi thì lúc này chúng ta sẽ dư ra một cái dây, hồi nãy mình nói nè, dây xanh lá sọc trắng là dây báo đèn FI. Thì trên cái dắt nào mà còn dư chân, dắt này cũng còn dư chân nè, đúng không các bạn? Dắt này cũng còn dư chân nè, thì mình sẽ cắm một chân này, mình cắm một chân này vô đây và mình kéo một cái chân này từ đây lên đồng hồ, mình chế cho cái đèn FI là coi như xong, là báo FI trên đồng hồ luôn. Giờ mình sẽ chế đèn FI. Đây là chiếc xe FI cuối cùng của năm con trâu ha. Không nói 2021 thì qua 2021 rồi. Bây giờ là năm 2022 rồi. Thì xe cuối cùng của cái năm con trâu, chuẩn bị bước sang năm Mân Cợp. Hôm nay là 26 âm lịch, 26 Tết. Thì xe này là được dọn full nguyên chiếc xe luôn. Và sau đó là được lên hệ thống phun xe điện tử cộng với hệ thống là khóa thông minh. Có nghĩa là làm nhiều hơn chiếc xe bản trước. Ở cái công đoạn là xe này phải dọn nguyên chiếc. Đây, hệ thống khóa thông minh đây các bạn. Đó, khóa thông minh ha. Cái này là lên hệ thống FI của chiếc xe 2011 nha các bạn. Nó có bộ tìm xe ở đây. Ở đây thì có không có bộ ba cảm biến. Đó, xe 2011. Đồng hồ thì mình cũng đã setup hồi nãy trong clip cho anh em coi rồi. Hướng dẫn hết trong clip rồi. Thì xe này cái kết cũ nó bị lủng, cho nên là mình thay cái kết mới. Kết cũ bị lủng hư rồi. Lủng giác keo gì nè. Kết cũ nè. Đó. Rồi thì giờ là 10 giờ đêm. Thì giờ mình đã hoàn thành công đoạn cái chiếc xe này. Thì chiếc xe lên FI cũng đơn giản thôi. Nếu các bạn làm đúng nguyên tắc thì rất là ok nha các bạn. Đây, cục sạc mâm điện 3 pha của xe 2011. Xe này có tụ mình, tại sao mình không có chọn cái bản FI 208 209 mà chọn 211? Là tại vì nó có tụ FI ổn định hơn. Và sạc nó là sạc 3 pha, sạc nó ổn định và cũng như là cái dòng cấp sạc rất là tốt ha. Các bạn có thể câu nhiều thiết bị cũng ok. Đây, mã IC của nó. Rồi. Đây là hoàn thiện chiếc xe cuối cùng bên Phương nhận năm 2021, hay nói đúng hơn là năm con trâu. Thì giờ chuẩn bị bước sang năm con hổ rồi, năm 2022 ha. Thì chiếc xe này là cái xe nãy giờ trong video clip FI mà mình hướng dẫn câu dây điện á. Thì lần trước là có một chiếc xe Alac
xăng cơ lên FI. Nhưng mà chiếc xe này thì nó, cái xe đó thì nó không có bằng xe này, là tại vì xe đó vẫn để cũ, còn chiếc xe này là được dọn mới luôn, làm lại hết cái động cơ, thay hết bộ dàn áo, thay vỏ trước, thay vỏ sau. Xe này cũ là cái phuộc sau nó cũng không có nữa, cho nên là mua một cặp phuộc hãng rất là nhiều kinh phí. Xong hết chưa Vũ? Rồi cuối cùng là giờ xe này còn hai món đồ nữa là hoàn thiện, đó là cái tem đây, đang đợi tem đây, cái thứ hai là ốc đây đó, còn hai món nữa để quay để nói với mấy công, nhiều anh em không hiểu. Rồi thì cái xe này á là xe Alex đời đầu được lên FI, và tổng kinh phí cái xe này á, mình nói luôn cho anh em, dọn một chiếc xe như vậy á nó có giá bằng gấp đôi một chiếc Alex FI xe cũ mua lại á các bạn. Có nghĩa là xe này được dọn mới lại với một cái số tiền là bằng hai chiếc Alex đời FI nha, đời FI chứ không phải xăng cơ, nhưng mà xe cũ thì các bạn có thể mua được hai chiếc xe FI. À, cái kinh phí nó lên tới con số 30 triệu các bạn, chứ không ít đâu. Tại vì cái dàn áo không á là nó hết hơn 5 triệu đồng rồi. Dàn áo, full dàn áo hết tất cả các thứ. Rồi phuộc, rồi động cơ, rồi sơn dàn chân tĩnh điện, xi ốc, rồi đồng hồ, rồi đèn, vân vân, tất cả mọi thứ là nó cũng khoảng cho dàn ngoài không là hết gần 20 triệu rồi. Dàn áo với full dàn ngoài với lại tiền sơn á là gần 20 triệu, vỏ bánh rồi heo dầu đĩa thắng, vân vân, như đĩa là phải mua mới rồi hết các bạn. Xe này nó cũ là nó hư hết trơn rồi. Rồi sau đó tới tiền lên FI là nó khoảng gần 10 triệu nữa. Cho FI với công cán thì tổng thiệt hại cái xe này là tới con số 30 triệu các bạn thấy không. Nhưng người ta vẫn làm là tại vì đây là những chiếc xe kỷ niệm. Thì sang năm 2022 Motorcycle TV sẽ có những cái dự án rebuild dựng lại những chiếc xe kỷ niệm như vậy. Thì nếu các bạn quan tâm các bạn có thể liên hệ hotline mình đang để ở cái góc này của màn hình ha, 093-182-5103 để mà gặp tư vấn viên. Rồi sau đó nếu ok thì mình sẽ tiếp nhận những cái xe đó và làm video để gửi đến anh em. Video clip này mình sẽ dừng lại tại đây. Nếu các bạn cảm thấy hay, các bạn nhớ like và subscribe kênh. Và đừng quên ủng hộ kênh bằng việc xem quảng cáo. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở video clip tiếp theo. Mình có để cái link Facebook lucio.nguyen.31 ở dưới. Anh em nào có ban xe cộ cần thông tin thì có thể nhắn tin cho mình. Khi nào có thời gian rảnh thì mình sẽ trả lời anh em. Xin cảm ơn.